trong hai ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt nhiều khu vực. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương di rời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, trong hai ngày 14 và 15 tháng 10, khu vực phía nam tỉnh Quảng Bình có nơi mưa to đến rất to đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt. Trên địa bàn biên giới, quốc lộ 9B nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến các loại phương tiện không qua lại được. Tại quốc lộ 9C bị sạt lở ở km 29 dài 30m, các loại phương tiện không lưu thông được. Để giúp người dân chủ động ứng phó với mưa lũ, các đồn biên phòng tuyến biên giới đã cử cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp chính quyền với địa phương ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là chốt chặn, hướng dẫn người dân qua lại bảo đảm an toàn tại các vị trí sạt lở, ngập lụt và di rời. Sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồn biên phòng Làng Ho phối hợp với chính quyền xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy khẩn trương sơ tán 7 hộ với 45 nhân khẩu ở bản Mít Cát, Kim Thủy bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng cho biết, đến trưa nay, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 1.815 trạm biến áp và 150.564 khách hàng sau khi ngừng cung cấp điện do ảnh hưởng của mưa lũ diễn ra trên địa bàn thành phố. Do mưa lớn trong ngày và đêm ngày 14 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng đã tiến hành ngắt điện một số khu vực để bảo đảm an toàn. Đến đêm ngày 14 tháng 10, sau khi kiểm tra an toàn một số khu vực nước rút, Điện lực Đà Nẵng đã khôi phục cấp điện tại các khu vực này. Tính đến trưa ngày 15 tháng 10, Điện lực Đà Nẵng đã khôi phục các trạm biến áp cho khách hàng có điện. Hiện tại còn tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu do những khu vực này vẫn còn ngập trong nước lũ. Thưa quý vị, trận mưa lụt lịch sử hiện đang gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, nhất là các loại phương tiện như là ô tô, xe máy của người dân tại Đà Nẵng. Ngay sau khi nước rút và trời ngớt mưa, một nhóm các bạn trẻ ở Quảng Nam cùng với những nhân viên các tiệm sửa xe khác ở Đà Nẵng đã tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân. Đây thật sự là một hành động rất có ý nghĩa, mang đầy tính nhân văn đối với những người dân Đà Nẵng lúc này. Cùng với hàng chục anh em khác của xe ghép Tuấn Hải và vận tải Trung Hiếu ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam là những người có chuyên môn về sửa xe, nên anh Đặng Ngọc Tĩnh đã tình nguyện đến với Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 10. Ngay khi đến nơi, các anh em đã cùng nhau tập trung dưới chân cầu ngã ba Huế để khẩn trương sửa xe cho bà con. Hồi hôm thì cũng xem tin thời sự rồi thấy là ngập lụt lớn này, mấy anh em đang Nông Sơn thì xuống hỗ trợ giúp việc giúp, vì Đà Nẵng mới cũng nôn là một khúc lụt mà. Ngay khi thông tin được truyền đi, rất nhiều người dân sinh sống tại Đà Nẵng đã tranh thủ đưa phương tiện bị hỏng của mình đến xếp hàng chờ được sửa. Trước việc làm này của nhóm thiện nguyện khiến nhiều người rất cảm kích. Hôm nay thì cũng gặp cái đội sửa xe này, thay mặt cho bà con nhân dân tổ một rất chi là cảm ơn, mà đặc biệt là mấy anh nhà xe rất nhiệt tình, rất vui vẻ. Mà là tiền nam là không có nói chuyện mà lấy tiền lấy bạc chứ. Những hình ảnh tất bật sửa xe cho người dân của các tình nguyện viên không quản ngại đường xá xa xôi đến với Đà Nẵng sửa xe xuyên đêm, một lần nữa nhân lên những hình ảnh đẹp về một Đà Nẵng đầy ắp tình yêu thương. Hôm nay, tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công một tàu cá và 4 ngư dân gặp nạn trên biển. Đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14 tháng 10, tàu cá QNG92538TS do ông Nguyễn Tấn Đức làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản cách đông bắc thành phố Quy Nhơn khoảng 42 hải lý thì bị hỏng máy khiến cho tàu bị chìm. Tàu cá số hiệu QNG92821TS trên tàu có 2 lao động do ông Lê Văn Kiệt làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó đã kịp thời cứu 2 ngư dân gặp nạn. Sau đó thì tàu cá này cũng bị hỏng máy và trôi giạt trên biển. Nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều tàu cùng với 13 cán bộ cứu nạn 4 ngư dân vào bờ an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới hình thành từ bão số 5 suy yếu, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền, các tỉnh từ Quảng Nam đến Đà Nẵng và tan dần. Tuy nhiên, Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới và có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu, nên từ ngày 15 đến hết ngày 16 tháng 10, các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 17 tháng 10, mưa tại các tỉnh miền Trung giảm nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng biển phía đông của Philippines đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới.
Khoảng ngày 16 hoặc ngày 17 tháng 10, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Bên cạnh đó, bộ phận áp cao lục địa ở phía nam Trung Quốc đang dịch dần xuống phía nam. Khoảng ngày 16 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, duy trì thời tiết nắng khô. Không khí lạnh cũng có khả năng tương tác với cơn bão số 6 sắp tới, khiến diễn biến về bão trên Biển Đông trong những ngày tới rất phức tạp.